Thank you.
Cái này chưa ăn được. Mình chưa ăn được. Thế bà ăn thôi đó. Ừ. Em thích ăn được. Ừ, em thích ăn. Lớn, thôi, thà, chứ hả? Dạ. Lúc ông hót mà nó kia ông sao vậy hả được cái này
Dạ, ý làm một cành nữa. Rang đi bằng thuốc rau để thử những ốc cái mắc cái cái này tìm cái thừa ăn đúng vì ăn khi làm khó thì họ cũng vừa lắm ăn được đấy. Họ bảo là túi rồi nè.
Thank you.
mua rau không mà. Đi từ bao giờ không biết đường về à? Thế đi đâu ấy? Hả? À, đi đâu ấy? Về nhà hướng này à? Anh cứ bình tĩnh thì em gặp nhau bọn em gặp nhau trên đường thôi. Không nhau có cái gì đâu. Tiếp đi từ bao giờ rồi? Mới đi có một tí rồi. Một tí rồi đâu? Đi về à? Anh cứ bình tĩnh. Đi về. Về thì cũng về có gì đâu. Đi từng đường nhau có cái gì đâu. À mấy không có gì đâu. Gặp nhau cho nó ba người mà không. Tôi không thích. Được không? Ừ. Không biết được một về nhà nữa rồi. Đi một tí thôi. Vỡ thì thôi. Đi về, còn chưa biết về à? Lên xe về. Nhanh lên. Đây đó.